Nghe chưa? Khát quá. Okay.
mẹ ấy xin mũi cho ngay. Xin mạnh à. À con về lấy quạt ra cho mẹ. À con cứ đi về lấy quạt ra mẹ quạt mát nhá. Con nhá. Con về lấy quạt ra cho mẹ. Con đi về lấy quạt cho mẹ. Quạt mát nhá. Ui giỏi quá nhỉ. Ui giời ơi, quạt mát nhá. Nóng quá nhỉ. Nắng nóng quá. Ê bé còn ngủ đây này. Bé còn ngủ rồi đây này. Nóng quá nhỉ. Bình không? Con đừng nghịch đất nhá. Bình một tí về mẹ rửa chân tay bình này. Nhìn. Nóng không? Ngẩng mặt lên đây. Ngẩng mặt lên mẹ xem nào. Xem nào. Xem nào, xem con mũi không? Bình chết. Bình chết. Bình quá nhỉ. Xuống đây nó ngập tận mũi thì chết chả. À con cắm vào đây. À con đo, con đo. Cho con này. Đây. Con uống đây. Mẹ uống nha. Cho em bé tí miếng nha. Nóng quá. Nghe chưa? Khát quá phải không? Nóng quá. Xong con ngồi gần đây mẹ quạt cho. Nhanh. Con khát nước phải không? Nóng quá. Nóng không? Nóng quá nhỉ. Con khát nước quá. Anh Mạnh khát nước quá nhỉ. Khát nước quá. Em đang ngủ cho mẹ xới được bao nhiêu đất rồi nhỉ. Mình sợ san đất để làm nhà đây nhỉ. San đất để mai các chú công an đến hộ ấy nhỉ.
ngồi chơi với anh Mạnh nhá. Con chơi mẹ bé nhá, để anh đã chơi nhá. Chơi để mẹ tới nốt cỏ nhá. Ông ơi, tình hình xem ấy đi lấy tre đi. Thì, đồng chí công an nó bảo em xuống hỗ trợ chị đi lấy tre. Có để chị đưa cháu đi gửi anh nhá. Vâng. Đi gửi đường đấy à? Ừ thế để chị gửi cháu rồi chị với chú đi lấy cây hộ chị nhá. Được vâng. Đi con này nhanh nhanh. Nhanh. Toàn nhé. Nát này ở đây. Thế. Chị em mình mới được chơi đến ta thôi nhá. Đi ở nhà cho chị gửi hai đứa trẻ, chị đi lấy cây ở tí nhá. Vâng. Chị bé nào. Mày nha, con đi vào đây mấy em chị nha. Đi mấy tí vào nhà chơi nha. Sang chị nhá. Đấy ở đây ngoan nha, để mẹ đi làm nhá. Con ở nhà nha. Ừ. Đấy mẹ đi làm. Để mẹ đi làm. Để mẹ đi làm. Để đi và đi làm đây. Nha. Đây đúng rồi. Con cho em chơi với. Nha, em chơi con cua nha. Mẹ thế kia là gì? Rau đây chị. Đây xong rồi để làm bếp nữa.
Cái khu kia nhiều ha, nhưng mà mỗi cao hơn nhỉ. Cao lên thì lên đấy nhiều. Kìa, đẹp đấy. Ui, cái đất bụi này dài. Cái này được. Lúc cưa cây này cho chị. Hold on.
tắm xe. Chú chặt đi thêm mấy cây nữa để chị lôi dần xuống nhá. Kia chị vác nốt cây xuống để em. Ừ, chú chặt nốt cái cây đấy chị vác xuống rồi về nhé. Nhiều rồi.
lắm rồi, chắc chị ăn rồi. Thì lao chắc ra đem về thôi nhá. Nóng quá. Làm nhà răng. Cây đẹp nhỉ. Chắc. Này có phải làm nhà không à? Ở không à? Hết đòi. Từ khi sợ thằng áo đốt không? Em bé gửi ngoài kia à? Này chỉ cứ cắt tầm 3 mét, 1 và 3 mét. Nhấp, đo đo tầm mấy. Nhấp nhấp ra ngoài kia. Đo đo tầm tầm đấy. Đây chị ra đi.
đây là chỗ này. Nhiều không lấy nhiều sợ không đủ ấy, chị sợ bằng này còn chưa đủ ấy, chắc đủ thiếu ở đấy thì có chiều hay là gì cán bộ trên bản này cho người xuống hỗ trợ nữa thì làm nó nhanh hơn, là có các chú mới cả. Để tôi làm xong cái này. Chỗ mảng này làm sân cho nó rộng rãi. Được chưa? Rồi. Rồi. Này sao hồ rộng rồi. Thôi chị đi lấy cuốc phải đào hố. Đóng này là được rồi. Được rồi, đây này, đào lùng quanh này, để em đi. Em cưa cây. Đào bốn lùng quanh.
Đây. Này phải làm là tôn cao lên. Tầm này thì nó mới đỡ bị ẩm ướt. Chỗ này làm sao thì sao? Lâu quá. Chú ở đây hồ chị sẵn cây làm nhé. Vâng, thế để em ra thử đốt đi. Chị đi đón cháu không phải muộn rồi, người ta đang cần bận này. Nó lên đón nó đi. Con đi chợ nhá.
Đi chạy nha. Nhanh con chạy khẩn trước. Cho gia đình 35.000 một cái, 3 cái 100.000.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mẹ đi chợ giỏi thế nhỉ. Cầm giữ bỏng nghe nhá. Đấy, đây con giữ bỏng nha để mẹ bổ xưa cho chú ăn nhá. Ui ui, bỏng to hay nhỉ. Đi chợ là giữ bỏng to hay nhỉ. Cầm bão rồi. Nhưng mà tí cầm cái bao của cầm thường thôi. Đây là giải lao ăn miếng dưa. Con đi ra đây chơi không? Nên là ăn ra mẹ bóc bỏng cho con ơi. Chú ăn miếng dưa. Mua gì? Ừ, này đi chợ có đắt hàng. Ừ, chị cũng bán được. Có ít mùng tơi ấy, chị cắt bán này. À, con ơi, về đây. Mày ơi, ra đây. Về đây mẹ bóc bỏng cho nào. Về đây. U. Về mẹ bóc bỏng cho con ăn nhá. Ui giời ơi, ra đây. Nào, này đi ra đây, đi ra đây ăn dưa mê chú này. Vào đây này. Ra. Ăn dưa hấu ấy. Dưa ngọt lắm. Nè. Chú hộ nhà mình làm nhà đấy. Ngồi đây mẹ bóc bỏng cho, không ăn dưa thôi mẹ bóc bỏng cho. Nào mẹ bóc bỏng nhá. Mẹ bóc bỏng cho con. Ăn dưa. Ừ. À. Ăn đi. Cháu ơi, ăn đi. Ăn bỏng à. Này. Này. Này con đi chợ bên nhà đấy. Ừ. Cầm chắc, ôm chắc không để rơi đấy. Ôm chắc. Ăn đi chú ạ. Vâng. Ừ, hôm nay trời nóng quá chỉ mua quả dưa. Đấy chú làm cái nhà này mai ngày nữa ngày
lập danh, cắt đi cắt danh, đi cây cối ấy, thứ phải dựng nữa, khá nhiều công đấy. Đắt. Bán dài lóng này người ta mua về lúc canh nhiều ấy, nên cũng dễ bán. Tranh thủ đi bán hồ nó quá lứa. Nào vào trong kia có danh để cắt danh như nào vào mãi. Thôi thôi chị ơi, em về. Có gì mai em lại đến hộ. Hộ em cất cái đồ đạc cái đi nhé. Thế tối rồi chú về mai lại xuống của chị nhé. Thế dép em đi đâu rồi? Này to đẹp rồi nhé.